Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 30 tháng 8 của Dushanbina. Bản tin trưa hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Giới thiệu cải tiến chế tạo máy kiểm tra sản phẩm tự động của nhà máy MHS. Khởi động chương trình ngày gia đình năm thứ 6. Ngôi vị vô địch giải Design Session Cup mùa đầu tiên đã thuộc về đội Đức SI Cosilo. Sau đây là nội dung chi tiết. Quá trình sản xuất gặp nhiều khó khăn, tốn thời gian và chi phí đã đưa các thành viên nhà máy MHS đến việc chế tạo ra một logic hỗ trợ sau đây. Trong quá trình sản xuất 8 cái trục RTGC cho cảng Saudi Global Box, có công đoạn gia công lỗ chi tiết idle và driver jog. Các lỗ này phải được kiểm tra độ chính xác trước khi tiến hành công đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, trước đây việc kiểm tra chỉ được thực hiện ngay trên máy, nên buộc máy phải dừng hoạt động mới kiểm tra được. Một khi máy ngừng thì đồng nghĩa với việc công nhân cũng không thể tiếp tục công việc. Vì vậy, có thời điểm sản phẩm được hoàn thành vào ban đêm nên QC không thể kiểm tra và công nhân phải tạm ngừng công việc, gây ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Từ khó khăn đó, tổ đã tiến hành thảo luận Ban Mi Hoa Đông và Kaisin Zik kiểm tra lỗ. Với Zik này, công nhân có thể tự tiến hành công việc kiểm tra bất kỳ thời điểm nào, ngay cả khi không có QC và tiếp tục chuyển sang công đoạn tiếp theo, giúp cho tiến độ sản xuất được thông suốt. Khó khăn của anh em là trong quá trình làm xăng thì mình phải chờ QC, mà nhân to đêm thì mình không thể cho đứng máy được và mình cho suốt, và bữa sau mà cho chi tiết lên kiểm tra thì nó rất khó khăn và mất thời gian cho anh em và cho má. Nên anh em đó bằng bọt hoặc bê đông đó bằng bọt đó lồn ra cái dưỡng và kiểm tra là theo bóng vải và theo kích thước, nên độ chính xác nó chính xác 100%. Bằng việc áp dụng cây sinh này, quá trình sản xuất idle và driver jog không bị dừng lại, tiết kiệm được 243 giờ công cho dự án SGP RTGC, và chiếc này có thể áp dụng lâu dài cho những dự án tiếp theo. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011, chương trình Ngày Gia Đình đã đi đến năm thứ 6 và chương trình năm nay được khởi đầu bằng chuyến thăm của 58 thân nhân của người lao động ngày 24 tháng 8 vừa qua. Trong đợt đầu tiên của năm nay, Bộ phận OC đã đưa 58 người thân của 41 người lao động thuộc khối PSD, FSD và QED và hai nhà máy boiler cùng water đến tham quan công ty. Sau khi tiếp xúc với đại diện lãnh đạo công ty và tìm hiểu khái quát về công ty thông qua một vài đoạn phim ngắn, các gia đình được hướng dẫn tham quan vòng quanh khu phức hợp, ghé thăm nhà máy boiler, khu ký túc xá và trải nghiệm một bữa ăn trưa thân mật tại nhà ăn trung tâm. Cũng như năm ngoái, điểm nhấn của chương trình năm nay là việc trình chiếu một phóng sự rất cảm động, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của một công nhân viên, cách họ đã vượt qua khó khăn, thách thức để đưa gia đình phát triển đi lên. Chương trình Ngày Gia Đình được xem là một chiếc cầu nối, tạo mối quan hệ gắn bó giữa công ty và gia đình người lao động, đồng thời thúc đẩy lòng tự hào của người lao động về vai trò của mình, cũng như giúp gia đình người lao động hiểu rõ phần nào nơi con em mình làm việc. Tính đến nay đã có tổng cộng 2.173 lượt người thân của người lao động được tạo điều kiện đến tham quan công ty. Sau gần một tháng kể từ ngày bắt đầu giải đấu, cúp bóng đá Design lần thứ nhất đã đi đến vòng chung kết diễn ra vào tối ngày 23 tháng 8 giữa hai đội Đức Đa Theo và Đức SI Cosilo. Khởi tranh từ ngày 26 tháng 7, cúp bóng đá Design với tên gọi Design Session Cup lần thứ nhất đã thu hút hầu hết các thành viên của khối này. Tất cả có 6 đội thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, chọn 4 đội vào bảng kết. Và sau nhiều nỗ lực cố gắng, hai đội Đức Đa Theo và Đức SI Cosilo đã giành được hai vé gặp nhau ở trận chung kết. Trong trận chung kết diễn ra trên sân cỏ nhân tạo Bình Trị, cả hai đội đã ra quân với đội hình mạnh nhất của mình để có thể nắm giữ ngôi vị quán quân mùa đầu tiên. Tuy vậy, họ đều đến với trận đấu bằng một tâm lý hết sức thoải mái trên phương châm giao lưu để vui và khỏe. Ở hiệp 1, các cầu thủ của Đức SI Cosilo đã tỏ ra nhanh nhẹn và lấn át hơn khi luôn có bóng trong chân, và chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên họ đã mở tỷ số đầu tiên cho trận đấu. Bị dẫn trước, các cầu thủ của đội Đức Đa Theo đã đẩy mạnh dâng cao đội hình, ép sân toàn diện nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chiến thuật lại phản tác dụng khi họ lại liên tiếp để thua thêm hai bàn thắng nữa. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Đức SI Cosilo. Bước sang hiệp 2, đội Đức Đa Theo phối hợp nhịp nhàng hơn và rút ngắn khoảng cách xuống 1-3 trong 2 phút đầu hiệp đấu. Thừa thế xông lên, các cầu thủ của Đức Đa Theo đã liên tiếp tổ chức các đợt tấn công bài bản về khung thành đối phương, và một lần nữa tỷ số đã được rút xuống 2-3.
nhận thấy các cầu thủ của mình đã có dấu hiệu xuống sức, đội Đức SI Koslo đã thay đổi người và thay đổi chiến thuật. Sự thay đổi này giúp họ giành lại thế chủ động, nâng cao tỷ số và giữ nhịp trận đấu cho đến kết thúc với chiến thắng 5-3. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Dusanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusanvina DVTV V7N66. Đồng thời, quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin mới nhất về Dusanvina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusanvina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.